Dòng ghi hình là chiếc MF290 dẫn chiếc 185. Đồng này nó hơi sụp lúng nhỉ. Nó ra cỡ chừng 5 tấn là phải dẫn. Nó không phải như mấy cánh đồng khác. Bắt nó lúng luôn rồi. Phải hỗ trợ dẫn phụ. Chỗ ra quay phim rồi, phải né ra. Cái vùng đất này cái chân nền đất nó yếu nha các bạn, ra là đi 5 tấn là phải dẫn thôi, không hỗ trợ dẫn phụ rồi một xe là đi nó không an toàn. Hôm cua này mới nguy hiểm mà các bạn. Chết nãy không hỏi luôn ta. Không hỏi tí nhỏ lắm nào luôn. Rồi tới đó an toàn các bạn, tháo ra. Hai xe nó mà đụng có gì. Bốn xe mà giờ trời trời xe với hai xe nữa. Rồi chiếc 290 tháo xích ra nha các bạn. Chiếc 185 nó lên một mình. Tới đó là khúc đường nó an toàn. Mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem thấy thích thì cho mình một like và một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Chiếc 185 nó tự ra các bạn. Hai đứa ơi, sao rồi hai đứa lại nhổ cây cao su luôn. Phức cái đám cao su hơi khó ghi hình, đi theo thì đi không kịp, xe chạy nhanh đi chớn các bạn. Rồi lên dốc đường các bạn. Dốc đường nó cũng là dốc đường kinh nha các bạn.